Quý anh chị tuổi Canh Thân kính mến, bước sang tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý anh chị là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may đến với mình. Kính thưa quý anh chị, bước sang tháng mới thì ai cũng mong cầu vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp rẻ bề, tăng tín, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống được ấm no, tình duyên gia đạo được hạnh phúc. Tuy không giàu có, đủ đầy về vật chất như bao người, thì cũng có đủ sự dư dả, đủ ăn, đủ tiêu, không phải quá mức thiếu thốn. Và tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh. Chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ đúng tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Canh Thân sẽ được các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số độc đắc, trúng thưởng là rất lớn. Vận trình của con giáp này sẽ thay đổi từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được những vận may đến với mình, thì xin mời quý anh chị tuổi Canh Thân cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023, với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Canh Thân. Thứ hai, tử vi sự nghiệp. Thứ ba, tử vi tài lộc. Thứ tư, tử vi tình duyên, gia đạo. Thứ năm, tử vi sức khỏe. Thứ sáu, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch. Thứ bảy, tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Thân. Và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, là tuổi con khỉ, mệnh thạch lựu mộc, nghĩa là gỗ cây thạch lựu. Trong 12 con giáp, khỉ là loài động vật tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, mưu trí, cho nên người tuổi này có những nét tính cách đặc trưng của con giáp và cung mệnh ngũ hành của tuổi. Nam mạng, sinh năm 1980, nổi bật với sự thông minh, đa tài và thân thiện của mình. Họ có thể làm cùng lúc nhiều ngành, nhiều nghề mà vẫn đạt được kết quả tốt, có thu nhập tốt cho bản thân mình, rất tốt bụng và thật thà. Đi tới đâu, họ cũng được mọi người yêu mến, quý trọng. Bởi vậy lúc khó khăn, khốn đốn thì tuổi Canh Thân nam mạng cũng thường nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh. Trong gia đình, họ là một người dĩ hòa vi quý, luôn thân thiện và hòa hợp, tính tình điềm tĩnh, lời nói dễ nghe, lời nói có trọng lượng với đám đông. Nữ mạng Canh Thân, sinh năm 1980. Người con gái tuổi Canh Thân có một đặc điểm là tính cách thân thiện, lạc quan và luôn ngập tràn năng lượng. Chính vì thế, họ truyền được cảm hứng đó cho mọi người xung quanh. Mỗi khi ai đó gần nữ giới tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, đều cảm thấy rất thoải mái, một người biết hy sinh, nhường nhịn và lắng nghe người khác, đôi lúc có phần hơi trầm lắng, vì nữ mạng tuổi Canh Thân có tâm hồn sâu sắc và kín đáo. Trong chuyện tình cảm, rất khó để chinh phục trái tim của cô nàng này. Nếu đã lập gia đình thì ắt hẳn là người phụ nữ cứng cỏi, đảm đang, chăm lo cho tổ ấm, là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành, nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Trong tháng 4 âm lịch tới đây, thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Canh Thân, chân thành, nhiệt tình và tinh tế, được ưu ái bởi tài vận. Nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai. Cụ thể, tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Canh Thân, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão 2023. Về công việc, sự nghiệp, công danh của người tuổi Canh Thân, trong tháng này sẽ có nhiều sự may mắn, hanh thông. Nếu bản thân biết tận dụng cơ hội và có kế hoạch thì dễ phát tài, do tháng này thuộc ngũ hành thổ thuộc hệ tương sinh. Nhưng tháng này chia làm 3 giai đoạn, sẽ có hung cát khác nhau, vậy nên bản thân cứ cẩn trọng mới an. Đối với những người làm công ăn lương, công chức, viên chức hay cơ quan hành chính,
bản mệnh nên tập trung vào công việc chính của mình sẽ tốt hơn. Điều này sẽ tốt cho con đường công danh, sự nghiệp của mình về sau. Tử vi tháng mới cũng nhắc nhở tuổi Canh Thân cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Cát tinh trường sinh có thể giúp cho việc làm ăn của tuổi Canh Thân thuận lợi dễ dàng nhờ các mối quan hệ được mở rộng, nhân duyên tốt. Con giáp này được quý nhân tà phù chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng, song có thể do bản mệnh tiến quá nhanh, khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh tị đỏ mắt. Trong tháng cũng có thiên cầu hung tinh nhập mệnh, con giáp này dễ bị tiểu nhân chơi xấu. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không, dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà chiếm đoạt vị trí của mình. Tuổi Canh Thân, tháng 4 âm lịch, về mặt tài lộc. Về phương diện tài lộc, tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về được nhiều lợi nhuận. Tháng mới này, người tuổi Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc, có tả phù trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của người tuổi này tiến triển khá tốt, tìm được cơ hội để phát triển. Nếu đi đúng đường, đúng hướng mà quý nhân chỉ dẫn, thì những chú khỉ hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận về tay cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Thời điểm này cơ hội tài lộc cũng khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Người làm kinh doanh, buôn bán, có một tháng buôn bán suôn sẻ, bạn lập ra kế hoạch định hướng, mục tiêu rõ ràng. Khả năng tính toán của bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Con giáp này sẽ có một tháng tài lộc hưng vượng, có quý nhân giúp đỡ nên không cần phải lo lắng nhiều. Khi có tiền trong tay, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Tuổi Canh Thân, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này bình thường, có thêm niềm vui, nhưng mỗi thành bên trong gia đình không nên chấp niệm, hơn thua đố kỵ thì mới có sự an lành, hạnh phúc dài lâu. Tháng này, tuy là tốt nhưng vẫn tiềm ẩn hung hại, vậy nên bản thân tuổi Canh Thân cần tu dưỡng thiện lương, tạo phúc lành và vì cái chung mới có thể gặp hung hóa cát. Đối với người độc thân, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, nhờ lục hợp quý nhân che chở, nhân duyên thêm vượng. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Tuổi Canh Thân, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Bước sang tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão, về phương diện sức khỏe của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, cần phải quan tâm nhiều hơn. Trong tháng có mộc khắc hỏa, nên sức khỏe có phần suy giảm, bản mệnh dễ bị bệnh cũ tái phát. Bạn cần phải cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy không có bệnh tình nghiêm trọng, nhưng bạn đừng tạo ra nhiều áp lực cho bản thân. Khi về đến nhà thì đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng giảm sút. Ngoài ra, trong tháng cũng có điểm báo gặp họa huyết quang, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Canh Thân cũng cần có chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh và khoa học, nên thăm khám y khoa định kỳ thì mới có sức khỏe như mong muốn. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Nhìn chung, tuần này là một tuần khá thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Canh Thân. Chính ấn và thiên ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần, cho thấy bản mệnh nhanh chóng tìm được cơ hội để bứt phá vươn lên, khiến nhiều người kính nể. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên huênh hoang, mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Phương diện tài lộc khá sáng sủa, khi có cả chính tài và thiên tài chiếu mệnh, như vậy, có nghĩa là bên ngoài khoản thu nhập ổn định do công việc mang lại, bạn còn dư giả nhờ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư. Hãy tiếp tục tìm ra định hướng đầu tư thông minh, để tiền đẻ ra tiền. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, một số người sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Tuy nhiên, càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu. Hãy luôn giữ những suy nghĩ tích cực và cổ vũ mình vươn lên.
Về chuyện tình cảm tương đối ổn định, dù những mâu thuẫn giữa vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra, may mắn là cả hai đều biết kiềm chế cơn nóng giận của mình, nên không để những trận cãi vã lên cao, hai người đã dần một trưởng thành và dung hòa trong mối quan hệ. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Con số phát tài, số 28, số 73 và số 09. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Người tuổi Canh Thân cần chú trọng đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao trong tuần này, chớ nên gây mâu thuẫn với người khác vì tính tình nóng nảy. Khi có điều không như ý muốn xảy ra, bạn cần bình tĩnh dừng lại, suy xét vấn đề, không nên tìm cách đổ lỗi cho người này, người kia. Phương diện tài lộc cũng khá ổn định và có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, đặc biệt nếu bạn chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm, thì nay bạn đã thu được thành quả xứng đáng. Người tuổi này khẳng định được uy tín của mình nên ngày càng có nhiều khách hàng đối tác tìm đến. Sao Thiên Đức phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đừng chùn bước vì những khó khăn phía trước. Về tình cảm, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thì lại khá tẻ nhạt, có lẽ là do đôi bên đều đang quá bận rộn với những công việc riêng của mình. Tuy nhiên, mỗi ngày hai người đều nên sắp xếp một khoảng thời gian cố định để ở bên nhau, trò chuyện và giúp đỡ nhau. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, số 19, số 89 và số 27. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Một vài khó khăn xuất hiện vào đầu tuần sẽ không đem tới rắc rối nào quá lớn cho người tuổi Canh Thân, ngược lại càng trải qua khó khăn, bạn càng thấy mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên, khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan, tiến chức. Cuối tuần phương diện tài lộc có khởi sắc hơn, đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái. Còn nếu là người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bạn nên tìm cách đổi mới phương thức hoạt động của mình để thu hút thêm khách hàng, không nên đi theo mãi một lối mòn quen thuộc để đối thủ vượt qua. Trong tháng cũng có sao tử vi cát tinh xuất hiện, mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu cảm thấy mình còn đang thiếu nhiều kinh nghiệm, bản mệnh hãy không ngừng cố gắng, rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp, chắc chắn sẽ có một ngày bạn gặt hái được thành công. Về tình cảm không có nhiều biến động, chủ yếu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp, chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Bạn cho rằng, khi mình đã trở thành một người xuất sắc, thì xung quanh tự khắc sẽ có vệ tinh, không cần mất công tìm kiếm. Quý nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. Con số phát tài, số 58, số 94 và số 11. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Bước sang tuần cuối của tháng Đinh Tỵ, người tuổi Canh Thân cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn. Trong giai đoạn này, có sao tử vi cát tinh chiếu mạnh, tạo cơ hội để bạn năng nổ hơn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Bạn hãy thoải mái đặt ra những câu hỏi hoặc xin ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm nhiều điều mới. Công danh, sự nghiệp có thể sẽ tiến chậm, nhưng mà chắc bạn không cần phải quá nóng vội. Hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, không nên nghe lời ngon ngọt của người ngoài mà hành xử sốc nổi, kẻo làm hỏng việc. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân mình hơn. Về tình hình tài chính vẫn đang rất tốt, công việc chính đảm bảo cho Canh Thân có nguồn thu đều đặn, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu thời gian này. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tốt, hãy suy nghĩ đến chuyện đầu tư thu lợi nhuận thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Về chuyện tình cảm, các cặp đôi có thể có thêm bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người, bạn và người ấy cũng có dự định chung và mong muốn sớm về chung một nhà. Quý nhân, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. Con số phát tài số 52, số 81 và số 19. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi Canh Thân hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2023.
Người tuổi Sửu. Quý nhân của tuổi Canh Thân trong tháng tư âm lịch là người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Canh Thân, bạn thường được đánh giá cao nhờ sự thông minh nhanh nhẹn và có nhiều suy nghĩ sáng tạo của mình. Nhưng khuyết điểm của bạn là thường nhanh quá hóa đoảng, sẽ gặp sai sót cũng vì cái tính bột chộc của mình. Đôi khi bạn đưa ra quyết định quá nhanh mà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, hậu quả sau đó cũng khá nghiêm trọng. Vì những điều đó, tuổi Sửu sẽ là đối tác hay là một người bạn tâm giao mà tuổi Thân rất cần có trong cuộc đời này. Sự chín chắn, cẩn thận và bình ổn của tuổi Sửu sẽ giúp tuổi Canh Thân hạn chế được nhiều sai lầm không đáng có. Tuổi Sửu cũng sẽ dạy cho tuổi Canh Thân cách suy tính vấn đề từ nhiều góc độ, chậm mà chắc. Người tuổi Tý. Người tuổi Tý và người tuổi Canh Thân có mối quan hệ tam hợp thái tuế, nên hai con giáp này cũng rất hợp nhau, có thể bổ trợ và giúp đỡ nhau nhiều trong năm 2023. Tuy rằng, vận khí của người tuổi Tý trong năm Quý Mão không quá nổi bật, nhưng bản thân con giáp này vẫn có thể mang lại vận may, vượng khí cho người tuổi Canh Thân. Đối với những người cầm tinh con Khỉ, chỉ cần có sự giúp đỡ của người tuổi Tý trong năm này, thì dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, công việc vẫn phát triển suôn sẻ, tiền kiếm được rủng rỉnh. Khi có một người cộng sự tuổi Tý bên cạnh, bạn sẽ thấy, dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn hay vất vả, họ vẫn không bao giờ cúi đầu hay đầu hàng. Họ càng chiến đấu càng hăng, càng thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần kiên định để đạt tới thắng lợi cuối cùng. Tinh thần hăng hái tuyệt vời đó của những chú chuột sẽ truyền cảm hứng cho chính tuổi Canh Thân để cả hai cùng nhau chạm tay tới thành công, gặt hái được nhiều thắng lợi lớn. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Canh Thân nên làm gì? Tháng này thuộc tốt, nên bản mệnh tuổi Canh Thân hãy tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp, để cuộc sống, công việc hanh thông hơn. Người tuổi Canh Thân không nên làm gì? Không nên chủ quan khi kết giao hay đầu tư lớn, mặc dù thấy làm là thắng, nhưng hãy để đường lui cho mình. Nếu bản thân hành sự theo cảm xúc, ứng xử theo cảm tính, thì dễ cát hóa hung. Tự tin kiên định cũng tốt, nhưng quá thì cát lại sinh hung. Theo tử vi số học, những người sinh vào tháng âm lịch sau đã phải trải qua nhiều biến cố trong đời, nhưng từ khi bước sang năm 2023, cuộc sống của họ sẽ phát triển thịnh vượng, giàu có nhanh chóng. Và tháng 4 âm lịch tới đây được cho là thời điểm may mắn nhất với những tháng sinh sau. Người tuổi Canh Thân sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Canh Thân sinh tháng 3 âm lịch, theo lịch vạn niên, là tiết thanh minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để, nên cũng hỗ trợ được phần nào. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Canh Thân có tài năng, có thực lực được đánh giá khá cao. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc tiêu diêu tự tại. Con giáp này cũng được nhiều người yêu mến, luôn có quý nhân phù trợ, nâng đỡ, khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em, lớn lên thì có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc, sự nghiệp dễ đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Tính tình người này hiền lành, ôn nhu, sống khiêm tốn, biết điều, cuộc sống của họ từ bé đến lớn không thiếu cơm ăn, áo mặc bao giờ, nhưng khó có thể giàu sang. Tiền bạc nhiều đến mức đại phú, đại quý, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân, bên nhau bạc đầu giai lão. Người tuổi Canh Thân sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi Thân sinh tháng 5 âm, phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyển khẩu thiệt thị phi, người này tự lực tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân, bằng chính sức mình. Sinh vào tháng 5 âm lịch, con giáp này không có tổ nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải trải nhiều khổ cực, sướng ra đời làm việc. Họ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng, thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả, tuy nhiên người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan, tiêu cực, họ vẫn lạc quan. Đối nhân xử thế chỉn chu, khiêm nhường, ham học hỏi, cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người,
sự nghiệp của người tuổi Thân sinh tháng 5 âm lịch cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn sinh. Người tuổi Canh Thân, sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi Canh Thân sinh tháng 7 âm lịch, trùng với tiết Lập Thu, mùa thu hoạch, nên cuộc sống tự do tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Sinh vào tháng này người tuổi Thân cũng biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu, cơm ăn, áo mặc lúc nào cũng có. Người tuổi Canh Thân, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tuyết bạch lộ. Người tuổi Canh Thân sinh vào tháng này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô cùng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi Canh Thân sinh tháng 8 âm trong năm, trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ gì nhiều. Được gia đình trợ giúp, thiên tư đĩnh ngộ, bản mệnh có tài có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh tháng 8 âm, được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ, nên cũng dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận chăm ngoan, hiền đạt. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.